xin chào anh em. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 6, em có chọn một máy lên cho anh em tham khảo anh em. Nó cũng có như thường lệ là máy mài, vân vít, rồi cắt gỗ, máy đục, rồi các kiểu anh em. Có máy cắt sắt luôn anh em. Máy cắt sắt mình năm nay là giảm giá cho anh em luôn nha. Thì trước khi vô test máy thì cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ kênh và mua hàng bên em. Chúc anh em một ngày vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc bên người thân anh em. Rồi em cũng xin nhắc lại hình thức bán hàng bên em cho anh em nào mới vô xem kênh đó, là hàng bên em đưa giá ra toàn bộ bao ship hết rồi nha anh em đó. Giá em đưa ra là toàn bộ bao ship hết rồi nha. Con máy nào ví dụ điện 220 thì em sẽ báo 220, còn điện 100 em sẽ nói 100 nha. Con máy nào ví dụ như có vấn đề gì đó thì em sẽ báo lên cho anh em gõ luôn nha anh em đó, cho anh em dễ. Rồi không nói dài dòng, em sẽ test luôn. Máy đầu tiên là máy mài cầm tay nha anh em, số 1 nha anh em, mài vỗ nhôm nha, điện 100W nha anh em, 620W nha, dây điện thì liên lạc nha anh em. Kẹo ok nha anh em, số 1 250 bao ship. Tiếp theo số 2 cũng là cây máy mài của Hitachi luôn nha anh em, dây điện cũng liên lạc nha, điện 100W 760W là nha anh em đó, vỏ nhôm nhưng mà đít là nhựa nha. Kẹo ok luôn anh em, số 2 250 bao ship. Số 3 là cây mài có điều tóc nè anh em. Đó, dây điện ok dài nha. Đó, liên lạc. Tem mở cho nha anh em. Điện là điện 100W nha anh em. Tem thì mờ hết rồi nha, có điều tóc nha anh em. Có điều tóc mấy số đây? Điều tóc 6 số hay 5 số gì anh em? 5 số. Này có điều tóc mà có khởi động mềm luôn nè anh em. Đó, thấy không? Số 4 nè, số 5 nè nha. Đó, số 4 nè. Số 3 nè, số 2 nè. Số 1 nè, đó, số 1. Chạy ngon lành ok nha. Rồi, số 3, 320 bao ship. Dây điện ok nha. Tiếp theo là một cái mài, hàng này cũng có điều tóc luôn nha anh em. Đó. Điều tóc 5 số nha. Này còn khá ok hơn nha. Này chạy cũng vậy luôn anh em, nó có chức năng thở đồng mềm luôn nha. Anh em tắt bật lên không thắng tự chạy nhẹ nhẹ mạnh lên rồi, nó thấy không? Số 4 nè, số 3 nè, số 2 nè, số 1 nè. Rồi ok. Số 4 350 bao ship.
Tiếp theo số 5 là cái máy của Mitachi nha anh em. Điện 100V 735W nha anh em. Nó nứt cái vỏ chỗ này chút xíu nha anh em, nhưng không sao nha anh em. Yên vô tại cái chùi ghi mẫu map của em nó lỏng lúc ăn lúc không. Số 5 250 bao ship. Tiếp theo số 6 cũng là Mitachi nha anh em, này đẹp hơn nha anh em. 7.6A nè, 735W điện 100V nha. Cái chua này là ấm được. Rồi ok nha, số 6 270 bao ship. Số 8 là con mài của Kosuku nha anh em. Kosuku tay mắt hết rồi. Chạy rất là êm ái nha anh em. Số 7 250 bao ship. Nói chung là đợt này là chỉ điện gác khá liên lạc hết nha anh em. Số 8 tắt trượt nha anh em. Này của Hitachi nha. Vỏ nhựa nha anh em. Điện 100V. Công suất là 700 mấy ta. Số 8 mà 800A là 700 mấy mà nó mờ. Bảy trăm tám mươi W nha anh em. 780W. Đó, này cái con hình còn khá ok nha. Vỏ nhựa nha, tắt trượt nha. Số 8 300 bao ship. Số 9 cũng vậy luôn nha anh em, gan cây trước luôn nha. Đó. 780W điện 100V của Hitachi nha, vỏ nhựa nha anh em. Số 9 300 bao ship. Số 10 thằng Ryobi nha anh em, này rất là gọn tay nha, dài mà nhỏ gọn tay. Ryobi điện 100V nha anh em. 9 để 980W nè anh em. Đây là tới 980W nè. Đó. Để tới 980W là nghe anh em. Điện 100V. Rồi số 10 300 bao ship. Tiếp theo là ba cây dứt thịt cao nha anh em. Dứt thịt cao của Hitachi nha. Công suất thì mờ trôi hết rồi, mắc hết rồi. Này có đều tóc nha anh em. Số 1 nè. Số 2 nè, số 3 nè, số 4 nè, số 5 nè, điều tóc 5 số nha anh em. Điều tóc 5 số nha, có đảo chiều nha anh em. Đó, có đảo chiều nha.
11.8 bao ship. Nói chung cây này là nó có lửa nhiều nhiều nha anh em, không phải lửa ấy nghe xài bình thường nha. Tiếp theo là cây dít của dít thịt cao của Makita nha anh em, điện 100V 490W nha anh em, có đảo chiều nha anh em nhưng không có điều tốc nha. Bữa nay chui game ổn áp quá lỏng mà. Số 12 150 bao ship. Đi rồi. Đi rồi. Đó, tiếp theo 13 cũng là một cây bóng dích thật cao luôn anh em, điện 100V 490W nha. Có đảo chiều luôn anh em. 13.5 luôn, bao ship. Số 14 cũng là cây bắn dít nha anh em, cây này cây bắn dít nha. Dít thịt cao luôn hay gì hay là dít xài được luôn không biết. Rồi, cây dít nha, mấy cây bắn dít. Nhìn gì đây, đảo chiều quá. Cây này dít thật cao luôn nha anh em, Makita điện 100V 170W nha anh em. Có đảo chiều nha. Vì anh em để cái mũi dít vô và xài thôi. Số 14 150 bao ship. Số 15 là một cây cắt thịt cao nha anh em. Đó. Đây. Ngoại hình rất đẹp, Hitachi. Điện 100V 190W nha anh em. Điện 100V 190W. Đó, giờ anh em để lưỡi rồi xài nha, cặp lưỡi đầy đủ tán đồ còn đầy đủ nha. Chỉ là để lưỡi vô là xài thôi. Như nó có lưỡi Seiko hay gì nè, lưỡi Seiko nè. Em dặn hơi lỏng cái sức ngốc ra nè. Con đầy đủ nha. Rồi số 15 320 bao ship. Khá mới. Theo là cây cưa lộng anh em, cưa lộng anh em giảm giá luôn, cây cưa lộng ấy còn lợi nữa anh em giảm giá luôn. Có hai chế độ nhanh chậm nha, cặp lưỡi cũng đầy đủ. Đó. Không có điều tốc, không có đỡ lưỡi nha anh em, có hai chế độ nhanh chậm. Rồi số 16 300 bao ship. Số 17. Số 17 một cái bào nha anh em. Đó, cái bào lưỡi còn ngon nha anh em, lưỡi còn bán nha anh em. Lưỡi 82 nha. Của ông Kosuku nha anh em, đồ cổ. Chạy rất ngon nha, tắt đẩy qua là chạy nha anh em. À. Số 17 207 bao ship.
Tiếp theo là tới cắt gỗ nha anh em. Cắt gỗ của Hitachi vỏ nhựa nha anh em. 760W điện 100V, chạy lưỡi 165 nha anh em. Đới sắt nha, cũng còn khá ok nha anh em. Đó. Lưỡi còn xài được nha anh em. Lưỡi còn xài được. Nghiêng ngã đồ cho anh em là đầy đủ nha. Nghiêng 45 độ là nè, đó. Rồi 18 350 bao ship. Chính cũng là cây cắt gỗ luôn anh em. Của Hitachi luôn. Điện 100V 670W. Chạy lưỡi 160 nha anh em. Lưỡi còn đẹp nha anh em. Nghiêng ngã rồi 45 độ là đây là được, đều được hết nha anh em. Rất là nhạy nha, 19 320 bao ship. 20, cái này dây điện khá dài nha. Hitachi, điện 100V công suất là 670W, chạy lưỡi 160 nha anh em. Đó, lưỡi này mẻ hợp kim rất nhiều nha anh em. Lưỡi này mẻ hợp kim rất nhiều nha. Nhạy nha, số 20 320 bao ship. Số 23 dây điện rất là dài nha anh em, cắt gỗ của Hitachi luôn, dây điện dài nha. Đó, vỏ nhựa đấy nha, Matimon luôn nha anh em. Hitachi điện 100V công suất là 1050W, chạy lưỡi 180 đến 190 nha anh em, không có lưỡi nha. Đó, này em bán giá không có lưỡi nha. Còn khá ok, rất đẹp nha, lên xuống nhẹ nhàng, nghiêng ngã 45 độ. Còn nhẹ nhàng anh em, nghiêng 45 độ trước sau nha. Đó. Ok. Nó không có lưỡi nhưng mà kẹp lưỡi tán lưỡi còn đầy đủ nha anh em. Không có thắng nha anh em, 21 400 bao ship. Tiếp theo là một cặp cái cặp phan gỗ nha anh em, dây điện Shin Makita, máy Hitachi đấy, nước sơn zin còn khá nhiều nha, tem còn mới chốc luôn. Điện 100V 620W nha anh em. Đó, đầu kẹp này hình như 13. Đầu kẹp 13 nha anh em, ra vô nhẹ nhàng nha, đó. Rất là ok nha, 22 300 bao ship. 23 dây điện zin luôn nha anh em, dây điện zin Makita luôn, nhưng mà máy cũng Hitachi. Đó, điện 100V 1100 dòng trên phút nha anh em, 570W nha anh em.
giống như cái trước nha. Đó. 23 300 bao ship. Tiếp theo là cái vang hai chức năng nha anh em. Cái vang hai chức năng Makita có chế độ búa nha anh em. Đó, búa dần nhẹ nhàng nha. Tem thì mở chơi nha anh em. Này công suất cũng 500-600W đó nha anh em. Sức cũng khủng á. Thông thường nha, qua cái độ búa nè, búa cũng mạnh lắm nha, có 24 350 bao ship, có hai chế độ nhanh chậm nha anh em. Tiếp theo là cái Tago nha anh em, cái phan Tago nha. Đồ cổ ra vô nhẹ nhàng nha anh em, đồ kẹp ra vô nhẹ nhàng nha. Đồ đầu 8 ly, 6 ly ta. Mắc số hết rồi. Đồ 8 ly thì anh em ơi, đầu cũng bự nè. Đó, công suất cũng mờ hết luôn rồi. Đó. Khi anh em chạy thì là nó chạy ra nha, khi anh em mà chạy nhận lại chạy vô nha anh em. Đấy các em nha, 25-300 bao ship. Cây này không biết cây của thằng nào. Gilby nha anh em. Đây Gilby. Để điện 200 gì thôi, 100. Điện 100W, 700W nha anh em. Đó, đầu kẹp 13 ly nhưng mà đầu này cứng nha anh em. Đó, cứng có hai chế độ nha anh em. Phần thường thì không búa luôn, nhanh và chậm, phần thường không búa luôn nha anh em. Có điều tốc luôn nè. Đó, dữ dằn. Nó mới đảo. Quên test chức năng điều tốc. Điều tốc nha anh em. A nè, B nè, C nè, D nè, E nè, F nè. Đầu kẹp cứng nha anh em. Rồi 26 350 bao ship, con này chạy đa chức năng nè. Tại đầu kẹp nó cứng cho nên em để giá mềm lại nha. Có 27 làm cây cơ lỏng Hitachi nha anh em. Đó. Đầu cổ còn nha anh em. Ốc tăng lưỡi còn nha. Có điều tốc luôn nha anh em. Số 2, số 3, số 4, số 5. Có điều tốc. 27-300 bao ship. Đó còn bực nữa nè.
Đục này là em tặng lưỡi hết nha, tặng mũi đục hết nha anh em. Này có tay cầm luôn nè. Này con ma hay gì đây? Này con Kyobi nha anh em. Đó, ngoài hình còn khá là mới nha. Đó. Kyobi điện 100V, 1050W. Đục mũi 17 ly nha anh em. Tặng cho anh em cái mũi 17 ly bao cho anh em đục nha. Này con tắc nó bị kẹt nha anh em, lát nữa em sẽ làm tắt lại cho anh em đàng hoàng nha. 218 sao chầm bao ship. Mà chính là đục 21 ly nha anh em của Hitachi nha. Tặng cho anh em mua đục 21 ly bao cho anh em đục nha. Đó, mắc tem hết rồi. Đó, này nó bẫy đây chút xíu nè anh em. Nhưng mà cầm không bình thường, không có gì, anh em có gì quấn mà kèo cái này là xong. Dưới cái đầu. Nó cái đầu giữ mũi thì mắc em chế là ngóc giữ mũi nè anh em. Thao tác cũng gọn gàng nha. Đó. Đó, ngoài hình anh em coi thử ngoài hình. Đó. Đó, em cầm đây bóp bình thường. Để 100V nha anh em. Bao cho anh em đục. Tặng cho anh em luôn cái mũi. Chạm nó vậy đấy. 29 600 bao ship. Đục 21 ly nha. Cũng là con 21 ly mình giảm giá cho anh em luôn, chỉ điện rất là dài nè, dài là đủ luôn. Này công suất 1140W nha anh em, tem mắc hết rồi, chữ mũi vẫn bình thường. Tặng cho anh em cái mũi đục 21 ly bao cho anh em đục luôn. Anh em chạy rất là êm nha, 3700 bao ship. Tiếp theo là cái cắt sắt bàn nha anh em, thì điện xin đây tới chi luôn nha, 100V. Đó, lên xuống nhà nhà Eto cắt nhanh luôn đây. Tôi cập nhật nha. Đó, ngoài hình quay bên đây. Ngoài hình. Đó. Rồi tắt máy luôn ha. Rồi ok. 31 1.150.000 nha anh em, bao ship 1.150.000 bao ship nha anh em. Rồi cũng kết thúc clip cho ngày hôm nay. Cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ, anh em đồng tình cho em đăng ký, like, chia sẻ để có động lực ra những video tiếp theo nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye anh em.